Rồi, hello, mình xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nè. Thì hôm nay buổi chiều hôm nay rảnh mới chạy lên cái ao là rẫy của bố vợ của người em, cũng mới tập tành cho Mongolia, mà hôm nay người em bận quá nên mình đi một mình. Đi vô quên bỏ nón bảo hiểm đó nè, sợ bể đầu sao đội nón bảo hiểm luôn trời. Thì lần trước mình với lại người em đó có lên đây đánh xong rồi cũng được vài em rồi làm đồ ăn đồ uống nhậu đây luôn, thì cũng 2-3 tháng nay rồi các bạn à. Thì hôm nay mới có thời gian để lên lại, tại vì khoảng đường nó khá xa, nó cũng tầm gần 20 cây số á. Hy vọng là hôm nay sẽ có cá nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình câu nha các bạn. Dính rồi các bạn. Biết tội không này, tắp bự dữ. Rồi. Nhỏ. Con này chắc cũng được nửa ký đến 6 lạng. Bóp nha các bạn. Đây. Tắt hụt nữa. Tắt hụt mấy lần rồi. Si no le ayuda la fábrica el camión lo da. Đây là lý do tại sao mà đi câu anh em nên cầm theo hai cái máy nha. Câu thêm miếng nước rồi các bạn nè, sơ ý. Hàm quăng mồi quá không để ý sao. Woo, cái rồi hiểu luôn. Tiếc quá. Được các con các bạn. Tắt hụt rồi.
Chết rồi. Xui vậy ta, sóc lửa chưa kịp đóng luôn. Lên hàng hết sảy, gạo sảy thiệt luôn. Tino le ayuda a la fábrica el camión. Ah, suy ahí. Quay luôn à, qua đây luôn à. Này sảy nữa. Còn này sảy nữa đi. Mày đẹp. Mày đẹp. Lên hàng nha các bạn. Hết sảy cả trọng á.
đoạn này hơi sậy. Đây nha các bạn. Wow, con này tầm được 6 lạng. Lên hai. Lên hai. Hai đẹp. Mười đẹp. Các bạn. Wow. 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 Cỡ con nãy á. Sao được. Đây. Từ từ. Để mình dán cái kẹp vô chắc ăn. Rồi. Đây. Bằng con nãy cỡ cỡ à, cũng trễ rồi các bạn ơi, chắc mình xin phép kết thúc video đây nha. Hồi sáng thì mình đi câu cá ngựa thì táp chặt mấy em á, rồi thì được lên cá ngựa thì lên đường con khoảng tầm nửa ký á, nhỏ mình thả. Còn buổi chiều thì mình đi đánh cá lóc thì nãy giờ như video các bạn xem á, sảy 3-4 phát các bạn ơi, nó to không à. Ê, may mắn dính được hai em nè, đó hai hai em này cũng hai con này cũng trọng trọng cỡ nhau, hai con này chắc cũng đường ký 1-2 à. Cá này ở đây cũng đồng nãy sảy cũng nhiều con cá lớn á chứ, có mấy con nó bay lên mặt nước luôn các bạn. Mình đóng chậm quá nên lần sau mình quyết định mình bỏ chống vướng ra luôn, rồi thế là dính được hai em này rồi. Ê, mình xin chào anh em nha. Nếu anh em coi video mà thấy hay là thấy vui thì đừng tiếc cho mình một like với lại một subscribe nha, để mình có động lực mình làm thêm nhiều video nữa cho các bạn xem. Rồi mình xin chào các bạn nha.